Ok, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Quỳnh Huỳnh. Thì tiếp tục cái chương trình đi chơi cuối tuần. Thì hôm nay mình có một cái buổi đi chơi ở dưới Phoenix. Và hiện giờ thì mình đang bắt đầu đi vô, mình ăn hamburger để mình bắt đầu một chuyến đi. Và hôm nay mình sẽ đi gọi là cũng khá là nhiều nơi đó mọi người. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cái chuyến đi sau bữa ăn nha. Trong Macy là một cái mall ở Scottsdale, là nơi gọi là cái thành phố của nhà giàu á. Thì mình vô cái mall này là vô cái mall trung tâm của Scottsdale luôn. Này, ở đây nó bán rất là nhiều đồ. Hiện tại thì mình đang đứng ở Macy. Cái đây chỉ là một cái góc nhỏ của cái mall thôi nha. Khu này là khu vực bán đồ của Macy. Tất cả các hàng online, đa số online phải có ở đây hết. Đây, mình đã tới được cái mall rồi mọi người. Đây chỉ là một phần cái mall thôi. Đó. Mình đã không? Xung quanh đây là những cái cửa hàng đồ hiệu. Tất cả các thể loại đồ hiệu, muốn gì là có cái thể loại luôn. Nhưng mà riêng một cái là nó không có là Uniqlo. Mình đi tùm lum chỗ mà mình không biết tại sao. Sao cái chỗ này là Uniqlo á, là nó không có ở đây. Đó. Thấy không? Rộng đẹp không? Trắng à. Bên đây là cửa hàng bán tinh dầu này. Bán tinh dầu rồi thơm. Tory Pop. David Human trong đây rất là nhiều cái hãng luôn, hãng Thum nè. Đây là cái hãng Thum mà mình mới mua cái ví nè. Đây, hãng Thum nè. Đẹp không? Đâu chứ không là cái này hả? Đó, cái đó nó khác chứ. Này 70 luôn nè. Nhưng mà nó không có được 10 mình cho bó. Mọi người coi cái nhà vệ sinh của cái mo nè. Đẹp dễ mang không? À, đầu tiên bỏ tay vô đây. À, nó đây xà bông cho mình nè. Rồi, rửa tay nha. Rồi, mình rửa tay. Rồi, mình chỉ cần đứng một chỗ. Rồi, tẩy cho mình luôn. Quá tuyệt vời luôn mọi người. Này là một thiết kế là quá đỉnh luôn nè. Chất lượng là cực cao luôn. Và khi mà nó sấy ra thì chỗ này nó cũng khô và nó cũng sạch luôn. Rất là ghê. Đây là cái chỗ mà mình đi mệt quá xong mình còn mình nghỉ nè. Như vậy nó nhìn cái chỗ mà mình đi mà mình ngồi mình nghỉ mệt mà nó làm nó cũng đẹp luôn mọi người. Mình thấy mình giống như là ở trên núi mới xuống vậy. Đúng thiệt là mình ở trên núi mới xuống. À, chỗ nghỉ ngơi thôi mà làm quá đẹp luôn. Hai chồng về chụp hình nè. Đó. Nó thiết kế mình thấy ở Mỹ ấy, khi mà cái không gian mà ở giữa cái đường đi ấy, nó thiết kế rất là hay. Nó tạo cho mình cái cảm giác là rất là khỏe khi lại biết cái cù mì trắng này đang ngồi nè. Không thấy thoải mái không? Mọi thứ là rất là thoải mái. Rồi chứ đường mình đi nó rất cảm giác là nó mình vô đây là mình muốn gì cái gì cũng đẹp. Và mình sẽ muốn mua đồ. À, thiết kế của LV ở trước cái chỗ mà bán của LV nè. Cực kỳ đẹp luôn mọi người. Bên đây thì trong cuộc đời của mỗi người thì việc mua đồ hiệu là rất là bình thường. Mình muốn mua mình để có thể để dành tiền mua thôi, rất là thoải mái. Này. Thiết kế là rất là đẹp. Ở bên này là LV. Kế bên của LV là Gucci. Đó. Gucci là quá trời. Nhưng mà về đánh giá thì mình thích đồ của LV hơn là đồ của Gucci. Mình đang ngồi trong xe của Tesla nè mọi người. Nhìn nó hấp dẫn không mọi người? Cực kỳ đã luôn.
cửa nè, cửa là mở hai bên, mở bên sau, nhận chim vậy đó. Cực kỳ đã luôn à. Đó. Chiếc này là chiếc mới của Tesla. Còn bên đây là bên chọn màu xe, trải nghiệm xe ở đây. Này mình không biết mở sao luôn nè mọi người. Xe thiết kế là rất là đơn giản nha. Tất cả là gọi là như thế nào? Tất cả đều nó tích hợp ở trong cái iPad ở trên cái màn, trên cái máy luôn, cái xe. Còn đây là cái động cơ hình ảnh nè. Ô nhìn là ghiền liền. Có một chị vô đó, vô ngồi xe trải nghiệm nè. Đây, đây là cánh cửa của nó nè. Nút ở đây. Ở đây là nó làm như này, carbon vậy. Rất là thích luôn. Vô ngồi đây. Đây là cái iPad, tất cả cái bàn điều khiển là mình sẽ điều khiển ở đây. Đó. Đây nó có cái sunroof. Nó có sunroof lớn luôn á. Trên đầu mình là chỗ này là cái kiến sunroof luôn rồi nè. Này cảm ứng hết nè mọi người. Cảm ứng rất nhạy nha. Chậm một cái là dính, chậm một cái là dính. Này mình mua về mình phải nghiên cứu thêm á chứ. Không, mọi người không có rành đâu. Rồi chỉnh nhiệt độ, độ C. Rồi hâm nóng, hâm đồ, tất cả rồi có hết nè mọi người. Đỉnh luôn. Bây giờ thì mình đã vô cái chỗ mà một cái tiệm bán giày thương hiệu là Jam, nó tổng hợp tất cả các loại giày. Rồi ai thích, giá thì nó vẫn là giá bình thường. Giày thì tất cả các thể loại giày đều có trong đây. Nike, Adidas này giống như là một cái shop tổng hợp giày á. Đây. Đây giày, giày của Kid nè. Một chiếc bệnh. Trong đây là rất nhiều loại mũ nha. Đây là chưa phải là cái cửa hàng này mũ đâu. Thì sơ cửa hàng mũ thôi. Ở cái đôi đó nè. Màu khác, màu đậm hơn. Coi thử giá đó nhiêu. Ngồi bán giày thì chỗ này nó còn bán đồ sport nữa. Đồ sport thì cũng là rất là nhiều thương hiệu. Đó, đây Jordan, rồi Champion, Nike, Fila, các kiểu. Đây, chỗ cửa hàng này. Đây là Kunai. Đồ này hiện là cái trend mới hiện giờ này. Này mắt mới ra này, rất đẹp. Đây nè. Những đồ này thì mình thấy là một trăm mấy, khoảng 130, trên 130 một đôi. Đồ này mình cũng thấy trên Nike.com này. Đây, đồ này mình thấy trên Nike.com này. Đó đẹp đúng không? Đây, con này là 180. Nó làm cái chỗ này mình bóp như là e, nhưng mà mình không thấy ở trong là cái e nha. Nó phủ cái lớp sơn rồi. Đẹp tuyệt vời luôn mọi người. Để mình thử coi thử nó như thế nào. Đồ này cũng đẹp nè. Đồ này nó làm cái vân nổi lên luôn. Bây giờ thì mình đang đi tới chỗ Apple Store. Đây trước mặt mình là cái cửa hàng của Apple đây. Mình phải nói là tuyệt vời mọi người. Mỗi nơi của Apple Store là nó có thiết kế mỗi cái đều vẻ đẹp riêng. Nhưng mà đa số là mình thấy là nó trong hết. Đó, mọi người thấy nè. Đẹp, đẹp dễ mang. Nó có 2 tầng luôn.
Đây là đầu tiên mình tới cái Apple Store ở Scottsdale. Đây dưới nó nhìn mô hình chung thì nó giống ở bên Chicago, nhưng mà cái kiểu dáng mình ngồi thì cũng là kính hết, và nhìn mọi thứ rất là trong sạch và rất ít tốn điện. Cái hay của Apple Store là nó làm kiểu này, nó làm cho mình là cảm giác là mình thoải mái khi mình tới cái chỗ để mua. Tuyệt vời mọi người, quá đẹp mọi người ơi. Đồ đạc iPad đồ thì nó vẫn là như cũ thôi. Bây giờ mình tới Apple Store để mình hỏi thử là mình muốn trade cái iPhone 7 Plus của mình để mình mua cái iPhone XS Max, để coi thử là cái điện thoại mình trade được bao nhiêu. Nếu mà trade được giá cao thì mình đổi luôn cái điện thoại. Ở trong cái Apple Store nó trồng theo cái cây nè mà các bạn. Mình đang đứng ở chỗ mà bán đồ accessory của Apple. Đây, này là những cái tai phone, tai phone Beats nè. Rồi những cái tai phone Beats nhỏ hơn ở dưới đây. Đó. Đây là góc bên góc bán loa. Nhìn là rất là hấp dẫn luôn đúng không? Đây. Đây là con iPod là 159 đồng nè. Đây, con này 159. À, cái cây của nó là 80 đồng. Mua nguyên cái bộ này luôn, đây là có nguyên cái bộ luôn á, là 150, 159 đô. Tiền nào của đó mọi người ơi. Đây là Bitbill nè. Đây, không gian ở đây, vô đây là mọi việc hoạt động rất là nhộn nhịp, mua liên tục. Này mình rất là thích cái góc này của Apple, mình đi đâu tới Apple mình thấy góc này hết. Sau khi mình đi mall xong á thì mình chạy đi chợ rồi mình đi ăn rồi này kia mọi thứ, mình lo ăn lo uống quá rồi mình lo đi mua đồ, nên bây giờ mình mới quay tiếp cho các bạn xem. Thì mình sẽ quay cho các bạn xem cái đống đồ ngày hôm nay mình mua được nha. Đây thì mình mua rất là nhiều đồ, mình để là ngập cái xe mình luôn rồi. SUV, nhưng mà xe SUV dạng mini nên nó cũng vừa thôi chứ không quá nhiều, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà mình mua đồ mà nó chất đầy cái thùng xe của mình luôn đó. Đó, các bạn nhìn vô nè. Thì bây giờ thì mình đang chờ mua trà sữa ở trong cái chỗ cửa hàng kia, gọi là Boba Bomb gì đó. Đó, à, Bomb Boba. Thì cũng uống được, cũng không phải là quá tuyệt vời, nhưng mà có còn hơn không. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc cái video ở đây để mình bắt đầu mình chạy về nhà và mình kết thúc cái ngày cuối tuần. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều vì thời gian qua đã ủng hộ những video của mình. Và sắp tới thì mình sẽ có thể ra những video mới hơn, nhiều cái hay hơn, rồi nhiều những chuyến hành trình nữa. Thì trong cái tháng 4 này thì mình sẽ ít hành trình, nhưng mà qua tháng 5, tháng 6, tháng 7 thì mình sẽ có rất là nhiều hành trình. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem những video. Và các bạn hãy nhớ like, subscribe cho mình nữa để mình có thêm động lực để mình làm. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Chào tạm biệt. Cha 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 cha.